Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Lương Châu tướng Tiêu Mạnh Nôi mời Trình Đương gia chỉ giáo. Có thể giao thủ cùng với Trình Đương gia là ước nguyện cả đời này của Tiêu Mỗ. Dự Châu tướng Tư Đồ Mặc mời Trình Đương gia chỉ giáo. Ích Châu tướng, Dương Châu tướng Kinh Châu. Được rồi, ta không có hứng thú với tên của các người, không cần phải nói với ta. Đánh từng tên quá là phiền phức, ta đang rất vội, các người lên luôn một lần được không? Tạc tử đừng hòng ngông cuồng, ta đến lấy mạng của người. Cầu tặc xem thường. Chân Nai Trực Vọng Kiếm. Đào Nhĩ Đoá. Bạo Yên Hoa Lôi Đình Tất Nhất Thiểm. Sáu đại tướng của đế quốc hợp lực còn không đánh lại một hiệp dưới kiếm của Trình Đại Lôi, còn ai muốn đánh với ta nữa không? Truyền lệnh, điều động bộ đội dưới núi lên chặn núi Ngưu Giác, chặn hết tất cả con đường, đợi toàn quân chuẩn bị ổn thỏa phát động tổng công kích. Cho dù Trình Đại Lôi người dũng khí vô mưu cũng chỉ có thể chết ở nơi này. Nếu như các người đã không vội ra tay, hãy cho ta chút thời gian nói vài câu với huynh đệ. Đại Đương gia, Hiếu Vũ để ngươi mất mặt rồi, cũng chỉ là làm việc hơi lỗ mãng một chút, không đến mức mất mặt. Thuộc hạ còn bao nhiêu người? 600-700 tàn binh mà thôi, miễn cưỡng duy trì phòng tuyến. Có lui cũng đã hết đường, 10 vạn trọng binh dưới núi đang canh giữ, nhưng không sao, ta đưa người thoát khỏi cái vòng xoáy này. Đại Đương gia, người có cách đưa tất cả mọi người thoát khỏi nơi này hay sao? Với bản lĩnh của mình và Ngưu Nữu, đưa Thiếu Vũ thoát thần có lẽ là không khó. Chẳng qua là thuốc lổ mở đường, một đường xông ra ngoài để giết mà thôi, nhưng đem tất cả mọi người cùng chạy thoát ra. Cho dù mình dùng thuốc lổ mở đường, nhưng hàng trăm người đối diện trực tiếp với 10 vạn đại quân, trong chớp mắt cũng sẽ bị giết chết. Đến lúc đó có thể sống sót được bao nhiêu người, chỉ đành phải nghe theo ý trời. Không thử thì làm sao mà biết, đừng nói những thứ vô dụng này, cầm lấy binh khí cùng ta chiến đấu một trận. Đại Đương gia đang né tránh câu hỏi kia của mình. Đại Đương gia, ta nhận được thư của người, luôn muốn gặp người. Không dễ gì mới đợi được người đến đây, Thiếu Vũ có hai vật quan trọng muốn giao cho người. Tiểu Cầm. Thiếu Vũ, ngươi không sao chứ? Thiếu Vũ, ta không sao. Thiếu Vũ, cô lương này nà, cô ấy tên là Tiểu Cẩm, là tiểu cô lương ta đưa từ thành Trường An đến đây. Ta đã đồng ý đưa cô ta đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ của cô ta là nhạc sĩ ở trại Cáp Mồ. Thiếu Vũ trên đường đến đây vốn dĩ đã không có hy vọng, nhưng Đại Đương gia đã đến rồi, chuyện này ta cũng đã an tâm. Ngoài Tiểu Cẩm, chiến trường rất nguy hiểm. Ngươi qua bên cạnh Đại Đương gia, hắn sẽ đưa ngươi đi gặp tỷ tỷ của ngươi. Không, Tiểu Cầm chỉ đi theo Thiếu Vũ, không cần những người khác. Còn có một vật quý giá chính là 600 huynh đệ trước mắt này. Mặc dù bọn họ là tàn binh của Chính Nghĩa Giáo, cũng là binh tướng cuối cùng của quân Lâm gia, cùng ta giết kẻ địch một đường, đã để bọn họ luyện thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vốn dĩ đi Kinh Châu tặng cho Đại Đương gia. Nhưng bây giờ bọn họ có thể sẽ chết ở nơi này. Với bản lĩnh của Đại Đương gia, chạy trốn có lẽ là cũng không khó. Hiếu Vũ ở đây khẩn cầu Đại Đương gia đưa họ rời khỏi nơi này. 600 người có thể đưa được bao nhiêu người đi thì đưa bấy nhiêu, nếu như không đưa được một người đi, vậy đợi sau khi ngài quay về Kinh Châu, xin hãy lập một phần mộ chôn quần áo và di vật cuối cùng cho quân Lâm gia. Hiếu Vũ cũng chỉ hy vọng bọn họ đừng hóa thành cô hồn dạ quỷ. Được, toàn quân nghe lệnh. Vị này là Đại Đương gia của ta, nếu như ta chết rồi thì do Đại Đương gia giết ra một con đường sống. Tham kiến Đại Đương gia. Vẫn chưa chết đâu,
không cần phải nói mấy lời nhàm chán như vậy. Bổn đương gia đến rồi, sẽ không nhìn các ngươi bị vây quanh mà chết. Cầm lấy binh khí cùng ta giết về trại cáp mồ. Còn có thể ra ngoài được sao? Đại đương gia, khắp thiên hạ này đều là người muốn giết ta. Bọn họ điều binh truy tướng từ dưới núi, đợi tập kết xong. Đợt tiếp theo chính là tấn công mãnh liệt. Mà tình hình vết thương của ta đã không thể nào chịu được tiến sâu, tiến công lần sau. Thiếu Vũ, đại đương gia, người nhìn ở kia đi, là núi Thanh Ngưu. Đúng vậy, đã không nhận ra nữa rồi. Đại đương gia, trên đường ta đi đến đây, ban đầu không phải như vậy. Ban đầu khi gặp người, đại đương gia từng nói phá vỡ thế giới cũ, xây lại càn khôn mới. Đã người người, nơi ở người nằm ruộng có ruộng. Người mà lại có lý tưởng sao? Ta có một lý tưởng phá vỡ thế giới cũ, xây dựng lại càn khôn mới. Ta vẫn chưa bao giờ thấy thiên địa như vậy, nhưng mà ta nghĩ, giả sử ở trong thiên địa có hành nghiệp trượng nghĩa, ngân thường dẹp yên chuyện bất bình trong thiên hạ, đó là chuyện tốt vui đến mức nào. Thiếu Vũ, hãy đi về cùng ta. Cho dù là phải mất 10 năm, hay là 100 năm, ta đều sẽ để cho chúng ta hoặc là con cháu đời sau nhìn thấy thế giới như vậy. Đúng vậy, rồi cũng có một ngày có người sẽ nhìn thấy. Thiếu Vũ trên đường đến đây đã làm rất nhiều việc, nhưng cuối cùng chuyện gì cũng không làm thành, chuyện gì cũng không làm tốt. Trên tay lại dính máu tươi, giết quá nhiều người, xương khô đã trải đầy một đường hoàng tuyển. Phong cảnh ở nơi này rất đẹp, cách núi Thanh Ngưu cũng gần, vừa hay thích hợp để mai táng. Thiếu Vũ, người. Bây giờ Thiếu Vũ chỉ muốn nói, làm huynh đệ với đại đương gia, Thiếu Vũ không hối hận. Nhưng Thiếu Vũ đã trở thành một tội nhân không thể nào chứa chấp ở trong thiên hạ. Thiếu Vũ, ngươi đừng làm chuyện ngốc nghếch. Người như ta tiếp tục sống sẽ trở thành tai họa trong thiên hạ. Thiếu Vũ chết, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có muốn cùng ta hoàn thành lý tưởng hay không? Mặc dù thiên hạ thái bình, nhưng ít nhất Thiếu Vũ, chính nghĩa giáo sẽ không còn thần tướng. Thiên hạ sẽ không còn chính nghĩa giáo. Lâm gia một nhà trung liệt, Lâm gia đã bị diệt vong rồi. Thần tướng đại nhân. Thiếu Vũ, ngươi ngốc quá, đồ ngốc. Chết thì có gì tốt, chết rồi thì sẽ hết. Những lời ban đầu ta nói chỉ là lừa ngươi mà thôi. Ban đầu vì để lừa ngươi nhập hội mới ăn nói lung tung. Sao ngươi lại ngốc như vậy? Cho dù phía sau ta đã nỗ lực đi theo phương hướng đó, nhưng ta vẫn không thể nào làm được. Ta vẫn chưa làm được. Đại võ, năm đầu tiên của loạn thế, mùa đông tháng chạp, trận tuyết lớn, Lâm Thiếu Vũ đã tự sát. Máu giống như là phượng hoàng lửa bay lên. Phượng hoàng lửa thoát khỏi lớp mây dày đặc bám lấy cơ thể, sau đó đi sâu vào trong lòng đất. Có người đang khóc, bên khác có người thì đang cười. Lâm Thiếu Vũ đã chết, cướp xác rồi giết Trình Đại Lôi. Bá Khang, ta sẽ dùng đại quân xé lát bọn chúng, chém đầu của hắn, lột áo giáp của hắn ra, dùng dao chặt đứt cơ thể. Ta sẽ dùng xác bị xé lát của Trình Đại Lôi và Lâm Thiếu Vũ đến cúng tế con trai của ta ở trên Sky. Thông báo với toàn quân, hai người Lâm Thiếu Vũ, Trình Đại Lôi, đầu của bọn họ có thể đổi lấy tiền thưởng, binh khí và áo giáp của bọn họ có thể đổi lấy tiền thưởng. Chiến mã, tóc, xương, máu thịt của bọn hắn đều có thể đổi lấy phần thưởng. Cho dù cắt một miếng thịt trên người của bọn họ cũng có thưởng. Ngưu Liễu, bảo vệ tốt Thiếu Vũ và Tiểu Cầm. Thiếu Vũ, có thể làm huynh đệ với ngươi cũng là may mắn đời này của ta. Ta đưa ngươi về nhà. Nhị lang của quân khởi nghĩa nghe lệnh. Bắt đầu từ bây giờ sẽ do ta chỉ huy các ngươi.
Bốn đại gia đưa các người đi giết kẻ địch, chém tướng, đột vị. Đại đương gia, chúng ta là binh tướng của Lâm gia. Bây giờ đời sau của Lâm gia đã chết, mấy tàn binh của chúng ta cũng không cần thiết phải sống. Nào các huynh đệ, hãy trải đường cho đại đương gia đưa người ra ngoài. Đừng quên di nguyện của thiếu vũ. Đừng nói nhiều nữa. Đại đương gia, mấy chuyện vặt đả đạo này cứ để cho ta. Ngươi hãy cầm lấy lá cờ này, chính là mục tiêu rõ nhất trong mắt của quân đội. Đồ mẹ, bớt phí lời với ta. Lâm thiếu vũ giao các ngươi cho ta, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi sân tàn sát này. Sống chính là quan trọng nhất, ta đưa các ngươi xông ra ngoài, có thể sống thì hãy sống cho ta, rõ. Ngưu Nữu, mở đường cho ta, mở ra một con đường sống từ vạn quân. Cờ đến, người đến. Tạo thành trận thương đài. Giết cho ta, tất cả mọi người xung phong lên đại kỳ, xông lên. Hắn đây là chủ động xung phong hay sao? Chút người này mà cũng dám xông lên trận của đại quân. Trình Đại Lôi là tồn tại còn điên hơn cả Lâm Thiếu Vũ. Trình Đại Lôi và Ngân Mâu tạo thành mũi bén sắc nhọn nhất, mãnh liệt đâm vào trong đại quân, thế mạnh áp đảo, phóng tiễn. Trong chớp mắt, ngoại vi của bộ đội quân khởi nghĩa có hơn 10 người bị giết. Bọn họ lấy thân xác chặng mưa tên và đao kiếm ở ngoại vi. Không hay, phương hướng mà bọn họ đột vì chính là tướng quân Uất Trì. Là muốn bắt ta để nhân cơ hội thoát thân đúng không? Muốn tìm cái chết. Thân vệ binh tổ chức phòng ngự, chặn bọn chúng lại, bảo vệ tướng quân và đại hoàng tử. Lúc này quân đội bên phải bởi vì điều động binh mã đã xuất hiện nhược điểm binh lực trong chớp mắt. Bên phải, cửa hàng hệ thống đổi thùng thuốc nổ, giá trị sợ hãi trừ 50 vạn đi. Ăn thiên lôi của ta. Đây là cái gì? Hắn dùng lá cờ để triệu hoán thiên lôi. Lời đồn đại Trình Đại Lôi là tiên nhân truyền nghệ. Khốn kiếp, đó là thuốc nổ. Kỵ binh tiến lên phía trước, vây quanh chặn bọn chúng lại. Quả nhiên, tên yêu nghiệt này chưa bị ép đến mức đường cùng, vẫn còn nhiều chiêu chưa sử dụng ra. Tên điên được tiên nhân thiên vị này. Ngưu Liễu đột phá bên phải. Mau xem, Lâm Thiếu Vũ đang trên lưng con trâu đen đó. Mau xông lên, giành thi thể lại. Trong phạm vi tấn công của cô ta, cứ như là trong cối xay thịt vậy. Người và ngựa đều bị chặt làm đôi. Ngưu Liễu ra tay kiềm chế lại. Tha cho con ngựa. Nhanh, còn ai chưa có ngựa thì lên ngựa. Quả nhiên là lão binh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến kinh khủng. Ta chỉ đến đâu, bọn họ giết đến đấy. Mở đường bằng thuốc nổ không ai cản được. Nơi trâu đen đi qua, thi thể lăn xuống dốc. Cứ giết chết nổ tung cả chặng đường. Không biết đã đâm xuyên trái tim của bao nhiêu người, cũng không biết thuốc nổ đã để lại bao nhiêu thi thể. Càng đi xuống càng nhiều nghĩa tử quân chết trận. Không ngừng có người yểm hộ chiến hữu đột phá vòng vây mà chết như đứt đuôi cầu sinh. Đồng thời số lượng càng ít, đột phá càng nhanh. Đại đột phá đến vòng cuối cùng dưới chân núi Ngưu Giác Phong, 600 binh sĩ chỉ còn hơn 100 người. Bất chi bất giác đã chạy trốn mấy tiếng đồng hồ. Đến dưới chân núi, phải đối mặt với vòng vây do quân đế quốc tập hợp thành. Nhanh lên, phong tỏa đường đi, có phản tặc xông xuống núi rồi. Phản tặc xông quan kìa. Toàn đội tiến lên chặn đường bọn chúng, phóng tỏa đường dưới núi. Một khi phát hiện mục tiêu thì phóng lửa chùa. Bọn chúng đang chạy về hướng Thanh Ngưu Sơn. Thuốc nổ trên người của hắn là thế nào? Buổi đêm nhìn không rõ, cảm giác thuốc nổ đó như trên trời rơi xuống, kỳ dị như là trò đùa. Uy lực rất lớn, số lượng lại nhiều, cư nhiên lại để hắn ném thuốc nổ mở đường sông xuống. Nếu bắt được hắn, thu phục hắn, làm sáng rõ bí mật này, điều này chắc chắn sẽ giúp ích lớn.
muốn thu phục hắn. Lúc trước phụ hoàng của ta cũng chưa làm được việc này, ngươi nghĩ ngươi có thể làm được sao? Vô dụng thôi, Trình Đại Lôi trời sinh đã định sẽ không nương nhờ vào ai. Còn Chiêu Hằng, cho dù hắn đáp ứng thống khoái, vậy chắc chắn là sẽ đâm sau lưng ngươi một nhát. Ngươi nhìn Dương Long Đình đi, chẳng phải là một ví dụ tốt hay sao? Cư nhiên lại thật sự chạy thoát được. Ây, lúc trước ta lo tên yêu nghiệt này làm gì, hại ta mất mặt như vậy. Nhưng mà Trình Đại Lôi này, xem ra ngươi không hề nhìn mạng sống như cỏ rác. Vậy dù ngươi mạnh đến đâu, một số chuyện ngươi vẫn không thể nào làm được. Hiệp nghĩa làm Lâm Thiếu Vũ giữ gìn, lại trở thành phản tặc hại dân. Phản bội hiệp nghĩa cả đời theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ có thể tự vẫn. Cho dù cứu được hắn, mai sau người đời chỉ trích, trong lòng dày vò vô cùng, cũng sớm muộn bị ép lên đường chết. Ngươi không thể nào cứu lấy một người lý tưởng tan vỡ, một lòng tìm chết. Tên yêu nghiệt này chắc chưa chết đâu, còn những tàn binh khác và cả thi thể của Lâm Thiếu Vũ rơi vào tay ai, những điều này không còn quan trọng nữa. Lâm Thiếu Vũ đã chết, đã báo thù cho phụ hoàng, nhiều đó với ta là đủ. Thù oán giữa Lâm gia và Lý gia cũng nên kết thúc từ đây. Không ngờ hắn thật sự đã xông xuống núi, nhưng may là dưới chân núi còn có đại quân mai phục từng vòng. Vòng bao vây dày đặc như vậy, bọn chúng sẽ không trốn thoát được đâu. Thật sự giết được sao? Muốn sống sót qua ngày hôm nay, trừ khi trời giáng thần binh đến giúp hắn. Nói không chừng hắn thật sự là cỗ bản lĩnh này. Cảm giác tên điên được tiên nhân chiếu cố này, những điều hắn làm được không chỉ như vậy. Này này Trình Đại Lôi, không phải chứ, ngươi thật sự định để tiên nhân triệu hồi thiên lôi giáng chết 10 vạn đại quân hay sao? Trong sơn cốc đột nhiên truyền đến âm thanh ngàn quân vạn mã bước đến dồn dập, tràn ngập âm thanh binh khí chạm nhau, tiếng chiến ngựa hí lên và cả tiếng gầm thét của con người, tiếng ngựa kêu và có cả tiếng con người vùng vẫy trước khi chết. Đó là âm thanh gì vậy? Nhung tộc là nhung tộc. Sao lại có nhung tộc? Chuyện gì với bọn chúng thế này? Âm thanh này có chút quen thuộc, giống như là âm thanh chiến trường năm đó thủ thành vậy. Lại thiếu niên, chính sự làm xong rồi, thuận tay tạo bất ngờ nhỏ cho kẻ địch. Tâm, những âm thanh đó là... Thiếu niên, trận chiến nhung tộc đó đã trôi qua nhiều năm, ta lại phát hiện di tích trại Cáp Mô có xuất hiện dư ảnh linh hồn của kẻ chết trận. Không biết là do địa thế, thiên nhiên hình thành hay nào, ở đó có chôn cất thứ gì, nó đang ngăn cản những tàn hồn này tự nhiên tiêu biến. Nếu không phải là ta đã khởi động hệ thống chiến hồn, chắc chắn ngay cả ta cũng không thể nào phát hiện ra. Cho nên lúc ta làm chính sự, đã thuận tay kích hoạt những tàn hồn này, cũng chỉ có thể hù dọa con người mà thôi, không tác dụng gì mấy, không đánh nhau được. Có cần tìm một khoảng thời gian nào đó, trở về điều tra thử xem. Gã đi, phạm vi đáng nghi quá lớn, bốn tinh linh không quản nổi, địa thế ở đó chập trùng, âm khí cực lặng, cũng có thể là do tự nhiên hình thành. Cũng không thể nào phái người đến đào mảnh đất mấy cây số đó, chỉ vì một thứ có thể không tồn tại được. Cho nên đây chính là âm binh, mượn đạo mà nhân gian truyền lại hay sao? Đi thôi, những chuyện quan trọng đều làm hết rồi, đến lúc đưa hắn về nhà rồi. Âm binh đi qua, đã dọa binh mã các phương, rớt hết gan dạ, hiện trường hỗn loạn. Trình Đại Lôi thừa cơ đột phá vòng vây. Với 10 vạn người dậy vây giết 3.000 tàn binh, tổn hao hơn ngàn người nhưng lại không thể nào công phá phòng tuyến. Kết quả bị kẻ khác xông vào vòng vây giết 6 tướng, Lâm Thiếu Vũ tự vẫn. Kẻ xông vào đưa thi thể của Lâm Thiếu Vũ và 100 tàn binh. Cuối cùng đột phá phòng tuyến của 10 vạn đại quân hiên ngang rời khỏi. Còn kẻ xông vào chỉ có 2 người một châu. Đối với quân đế quốc mà nói là lỗi sỉ nhục lớn. Cho nên dưới vận hành của Thôi tướng, văn quan, thư sinh, gián điệp, mắt nhìn đều đã tụ tập lại. Bọn họ đã thêm mắm thêm muối vào chuyện này. Trình Đại Lôi cấu kết với nhung tộc, giả thân giả quỷ, đáng bị thiên hạ đuổi giết. Tên tặc nhân này tính tình tàn bạo, thích giết chóc, còn cấu kết với chính nghĩa giáo, có ý đồ dựng cờ phản quốc,
truyền ra ngoài, lúc trước Minh Đế vốn định truyền ngôi cho Lục Hoàng tử, kết quả lại bị Đại Hoàng tử giành lấy. Hồn trình đại lôi trên đến 88, dưới đến 8 tuổi, đều không bỏ qua, truyền ra ngoài dưới mọi loại thủ đoạn. Mong muốn nhờ vào lời nói dối này, che đậy sự mất mặt này, và lấy lợi từ đó. Nhưng có người biết được sự thật, cả quá trình của sự việc, sau đó sẽ có rất nhiều người biết đến. Biết được kẻ xông vào là Trình Đại Lôi của trại Cáp Mồ, cùng mỹ nữ đeo mặt nạ gấu, cưỡi trâu đen với sức mạnh kinh người của mình. Biết được Lâm Thiếu Vũ đã chết, biết được rất nhiều thứ. Cho nên thời đại thuộc về chính nghĩa giáo, chính thức sang trang, nhưng đế quốc vẫn trong loạn thế. Không biết cuối cùng sẽ là ai ngồi lên ngai vàng. Thời đại quần hùng tranh đoạt đã đến. Thời đại quần hùng tranh đoạt đã đến. Hơn vạn quân của đế quốc ở Ưu Châu triển khai truy mã. Trình Đại Lôi đưa theo 100 tàn binh đi vào khu rừng Ưu Châu, không thấy bóng dáng. Cho dù đã đổi thuốc trị liệu từ cửa hàng hệ thống, nhưng trên đường vẫn không ngừng có người trọng thương, không trị mà chết vì bệnh. Trải qua hơn chục ngày bôn ba, Thảo Nguyên Bính Châu gặp mặt Phan Nê Hoa đang chạy đến. Dựa vào lời của Phan Nê Hoa là Tô Anh nửa đêm được tiên nhân báo mộng, nửa đêm tỉnh giấc, liền phái Lê Hoa Quân ra đón người. Cho nên dưới sự yểm hộ của Lê Hoa Quân, từ Ưu Châu đến Nương Châu đi hết nửa tháng, Trình Đại Lôi cũng về đến địa bàn của mình. Tốt tàn binh công trụ để về đến thành trại Cáp Mồ, không đến trăm người. Lưu Bi đưa người đến trị thương, Phan Nê Hoa sắp xếp chỗ ở và cố nhân trùng phùng. Có người vượt qua đại nạn say rượu bất tỉnh trên đường, có người chỉ im lặng uống rượu tưởng niệm chiến hữu, đôi mắt đỏ hoe. Có người tụ tập lại kể lể hôm đó bản thân đã giết chết bao nhiêu người và cứu được bao nhiêu huynh đệ. Có người lớn tiếng hát lên khúc ca tưởng nhớ chiến hữu đã mất, lưng cao ly rượu vừa hát vừa khóc. Như thế, mùa đông dài đằng đẵng này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Đại đương gia, hậu sự của Thiếu Vũ phải làm sao? Án táng ở thành Cáp Mồ hay là ở tổ tịch của Thiếu Vũ? Ngoài thành Cáp Mồ, công mộ, các huynh đệ chết trận, chết già chết bệnh, bị thương mà chết sau khi được hỏa táng, cho cốt đều sẽ chôn cất ở nơi này. Nếu không thể nào tìm thấy thi thể thì chôn vài bộ đồ mặc khi còn sống. Chỉ cần được chôn cùng các huynh đệ thì coi như đã về đến nhà, không cần phải tìm tổ tịch của hắn, cứ chôn ở đây đi. Không bằng gọi tất cả mọi người trong sơn trại ra làm lễ an táng long trọng một chút cho hắn. Nói rồi không cần phiền người, không cần phiền phức, người chết rồi không cần phải làm mấy thứ không cần thiết, gọi những huynh đệ ban đầu đến là được. Đại đương gia, cái chết của Lâm Thiếu Vũ nhất định có liên quan đến Lý gia. Chúng ta có cần khởi binh lần nữa dựng lên lá cờ của chính nghĩa giáo đòi lại công bằng cho Thiếu Vũ? Không cần, Thiếu Vũ lựa chọn tự vẫn. Một là để người thiên hạ biết thần tướng đã chết, làm rõ vấn đề cho bình dân chết do phản loạn. Mặt khác, cũng để kết thúc mối thù giữa Lâm gia và Hoàng thất. Tiểu Anh, tàn binh của chính nghĩa giáo nơi ở rời xa thành viên hoàng thất một chút, nếu dám náo loạn thì xử lý theo quy trại. Tần Màn, đợi bọn họ dưỡng thương xong, ngươi thu nạp tạo thành đội ngũ mới, đổi tên thành tên là Vũ Tự đội đi. Bộ đội này trực tiếp thuộc về ta, bình thường sẽ giao cho ngươi huấn luyện. Vâng, còn những người khác các ngươi, được rồi, đều quay về làm việc đi, để ta và Thiếu Vũ ở riêng một chút. Thiếu niên ý chí hành hiệp trượng nghĩa, hận kẻ thù tận xương cốt, dám gọi nhật nguyệt đổi ngày mới. Biến đổi lớn trong cuộc đời, ý chí không thay đổi, lấy cái chết để chứng minh.
Thiếu Vũ ơi là Thiếu Vũ, hiệp khách độc lập không thẹn với ảnh, quân tử độc tẩm không thẹn với hồn. Thân chết oán thù tàn, nhưng chỉ như thế thôi. Đã ấn định cho ngươi những điều này, ngươi can tâm hay sao? Ta chẳng phải đã chết rồi sao? Không nghĩa đại đương gia đã cứu sống ta. Đây nào đâu, hình như có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu. Không đúng, thời gian đã trôi qua bao lâu? Ta nhớ lúc đó vẫn còn đang mùa đông, sao bây giờ là mùa hạ rồi? Đây là căn nhà cũ, cũ lát trại Cáp Mo ở Thanh Ngưu Sơn 4 năm trước. Ta sau khi được đại đương gia cứu sống đã dưỡng thương ở đây. Giống y hệt nhau, giống y hệt nhau. Không lẽ ta đã trở về 4 năm trước? Giấc mơ ban đầu cũng bắt đầu từ đây, lần này cũng sẽ làm lại từ đầu ở đây. Lần này trùng sinh, ta nhất định là sẽ bù đắp những tiếc nuối. Nếu nhớ không lầm thì đại đương gia sẽ lỗi với ta vì lý tưởng của chúng ta. Đại đương gia! Thiếu Vũ! Tên đần độ này! Lâm Thiếu Vũ, ngươi thật sự bản lĩnh quá mà. Bốn đương gia vừa mới quay đi một nát, ngươi con mẹ nó tự sát luôn. Ngày nào cũng muốn chết, ngươi cảm thấy bản thân như vậy soái ca lắm sao? Cảm thấy như vậy rất con mẹ nó khí thế đại hiệp hay sao? Lâm gia quân, toàn quân đều ở đây. Bước đều bước, xếp hàng vào, xếp hàng thẳng, từng người một. Đang lưu giữ tàn ảnh của bộ đội anh hồn. Ơi, bốn tinh linh khó khăn lắm mới dựng lại cảnh tượng năm đó, cứ như vậy bị ngươi phá hủy cả. Thật không có tình cảm gì cả. Nếu không phải là ông đây có để lại đường lui, ngươi sớm đã trở thành một du hồn rồi. Ngươi là tên, ngươi là tuyên nọa phù, đào binh. Ngươi chỉ nghĩ chết là hết rồi sao, để lại một đống việc cho ta xử lý. Bốn đương gia nói cho ngươi biết, đừng hòng. Cho dù thi thể của ngươi hóa thành cho cốt cả rồi, ông đây vẫn có thể vác ngươi ra chửi như thường. Đồ khốn đần độn, tên ngốc thiếu dây thần kinh. Ngươi đó Thiếu Vũ, đại đương gia, não của ngươi chỉ biết suy nghĩ một đường thẳng, chuyện gì cũng phân không rõ, chắc chắn là bị bệnh nặng lắm rồi. Có chuyện gì không thể nào giải quyết từ từ hay sao? Bắt buộc là phải tự vẫn mới chịu. Đại đương gia nói không sai, nhưng Thiếu Vũ tự biết tội lặng tày trời, chết vạn lần cũng không thể nào chuộc đủ tội. Vốn định dựa vào một cây thương gãy giúp đại đương gia giết thêm vài người đột phá vòng vây, nhưng lúc đó bị thương quá nặng, vừa không muốn làm gánh nặng liên lụy đại đương gia, nhưng cũng không muốn chết trên tay của bọn chúng. Thiếu Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, nên muốn cái chết thể diện một chút. Thể diện? Không có cái chết nào thể diện cả, chỉ có sống sót mới là thể diện nhất. Chỉ biết dũng khí làm việc, đến cuối cùng cả mạng sống của bản thân cũng làm mất. Đại đương gia, Thiếu Vũ không chết cũng không còn mặt mũi nào gặp mặt thế nhân nữa. Đại đương gia, nếu như Thiếu Vũ không chết, thế thì không có mặt đi gặp người đời nữa. Ai, thật ra ta biết cứu người, sơn trại sẽ có rất nhiều phiền phức, sau này ngươi có thể sống rất đau khổ. Người trong thiên hạ đều nói ngươi đáng chết, đến ngay cả người cũng cảm thấy bản thân đáng chết, đây là sự thật. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối ta không thể nào thuyết phục bản thân có thể an tâm chấp nhận chuyện này hay không. Vì thế, mới một đường đi đến bây giờ, nói cho cùng chỉ là sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Đại đương gia, vì thế bây giờ là tình huống gì đây? Ta rốt cuộc là chết rồi hay là chưa chết? Nếu như chưa chết, Thiếu Vũ sau này thật sự sẽ trở thành một kẻ hèn nhát. Nhưng mà ít nhất, Tiểu Cầm không cần phải đau lòng như vậy. Đừng nghĩ nữa, ngươi chết rồi, xác đã bị thiêu cháy, chôn vùi trong đất, ta tự tay chôn. Cho dù Tín Xuân Cả ở đây, cũng không thể nào cứu sống lại được. Ta thật sự chết rồi sao? Vì thế bây giờ là tình huống gì đây nào đâu? Quân của Lâm gia đang ở chỗ kia, ta nhớ có rất nhiều người sớm đã chiến đấu mà chết. Nghĩa nào ở đây chính là địa ngục. Vậy đại đương gia, đến ngay cả người cũng chết rồi sao? Cái này, thiếu niên, ngươi không biết giải thích
thì cứ để đó cho ta. Nghe các ngươi nói chuyện đúng là mệt mỏi thật. Cái gì mà chết rồi hay là chưa chết, chỉ biết ôn lại chuyện cũ, nói một hồi lâu cũng không nói trọng điểm. Bốn tinh đình nghe thấy phiền phức. Tiên nhân, thiếu vũ đã từng được người chỉ điểm, ơn lớn như vậy, lần nữa gặp lại, thiếu vũ hết sức lo sợ. Chuyện nhỏ. Thiếu niên, ngươi cảm giác tình hình thế nào rồi? Có cảm giác nhân cách phân liệt hay là mất trí nhớ gì không? Có còn nhớ ký ức khi ngươi chết hay không? Khi chết sao? Ta chỉ nhớ sau khi bản thân ta tự sát, chỉ nhìn thấy đại đương gia giống như là bị điên lao tới. Sau đó mơ hồ nhìn thấy xác của bản thân ở góc độ khác. Đúng là không thể tin được. Còn có thể nhìn thấy rất nhiều ánh sáng màu vàng đang nổi lên. Trong ánh sáng màu vàng bao bọc chiến hữu của ta. Cuối cùng, xuyên qua tầng mây trên trời, đây là cái gì? Thời gian lui dần về trước, quay lại một tháng trước. Tâm, có một chuyện ta muốn ngươi đi làm. Cái gì? Ta nhớ ngươi đã từng nói, hệ thống chiến hồn ngoại trừ có công năng giúp người khác thăng cấp tuyệt thế, còn có một công năng khác. Ý ngươi nói, chỉ dẫn linh hồn của ngươi chết, của người chiến đấu mà chết. Hệ thống chiến hồn này tập hợp tất cả nghiên cứu và hiểu biết quy tắc của sinh mệnh và linh hồn mà bổn tinh linh biết được. Kích hoạt công năng không quan trọng, chỉ dẫn linh hồn anh hùng bất hủ, chỉ là một mình suy yếu. Có thể chỉ dẫn người chết đi về luân hồi, bảo lưu tàn ảnh trước đây. Vậy có thể bảo lưu linh hồn hoàn chỉnh hay không? Sau đó đợi sau này có cơ hội cứu sống lại được hay không? Cái này, nó quả thật sẽ bảo lưu được linh hồn một khoảng thời gian. Nhưng người chết không thể sống lại. Quy tắc cơ sở trên thế giới này tuyệt đối không thể nào được phá vỡ. Nếu không, thế giới sẽ bị hỗn loạn. Ta hiểu rồi. Xin ngươi hãy đem linh hồn của thiếu vũ thu vào trong hệ thống chiến hồn. Với tình hình bây giờ, ta có dự cảm thiếu vũ hắn có thể sẽ chết. Hơn nữa ta có thể không gặp mặt hắn được lần cuối. Nhưng cho dù thế nào, ta hy vọng có thể gặp mặt hắn, nói với hắn vài câu. Được. Thiếu niên này vẫn chưa nghĩ thông. Dựa theo kế hoạch của bổn tinh đình, Lâm thiếu vũ nhất định là cũng phải chết. Vì thế, trong nhiệm vụ không có yêu cầu cứu sống Lâm thiếu vũ. Hơn nữa nội dung thật sự của nhiệm vụ, giấc mơ cứu vãn sự vỡ nát gần bên, là phải xuyên không đến thập vạn đại quân, đến trước mặt của thiếu vũ, tiếp nhận di nguyện và lý tưởng của hắn, đưa tàn binh đi. Lý hành tai nói không sai, Lâm thiếu vũ chính là bản thể của vòng xoáy loạn thế. Chỉ có chiến đấu mà chết mới có thể để hắn thoát khỏi vòng xoáy này. Trái tim hành hiệp trượng nghĩa quý giá kia mới có thể lấy được trung tâm làm công năng mới. Ơi, nếu như thiếu niên đã muốn thu linh hồn của người, như vậy kế hoạch sẽ thay đổi một chút. Bỏ đi, có một chút tư lợi, đây mới là người bình thường. Trên thế giới này sao không có người phàm nào vui hay buồn và mãi mãi có lý trí cơ chứ? Cứ xem như là bổn tâm linh đưa ra thử thách cho Lâm thiếu vũ. Dù sao người có thể giữ vững được lý tưởng và tín niệm từ đầu tới cuối, thế gian này hiếm có. Bọn họ đều có một trái tim thuần túy quý giá nhất. Chặn trước người lý tưởng chủ nghĩa chính là hiện thực tàn khốc nhất. Rất nhiều người thỏa hiệp với hiện thực. Tất cả cảm xúc dục vọng trộn lẫn với nhau, tâm linh sẽ không trở lên sặc sỡ như năm màu, mà bị nhuộm thành màu đen, trở thành người mà bản thân từng ghét nhất. Khởi động hệ thống chiến hồn, vì thế mới có người tâm thường không hiểu được. Tại sao lại có liệt sĩ cách mạng, thà chết cũng không khuất phục, cũng không hiểu được tại sao có người cam tâm tình nguyện từ bỏ tính mạng, cũng phải kiên trì giới hạn của bản thân. Lâm thiếu vũ, ngươi đã từng có lòng hành hiệp trượng nghĩa, cũng đã từng là người phục thù mà trở lên phát điên. Mặc dù thiếu liên để ngươi cất đi thuộc tính che giấu, muốn trở thành lam nhân đại hiệp, nhưng ngươi sau này đã leo lên phàm thế đánh vài lần, lại thức tỉnh từ trong thù hận, giết nhiều người như vậy, phạm phải tội lớn,
thức tỉnh từ trảo nhuộm lớn của loạn thế. Ngươi có thể giữ được ý định ban đầu hay không? Mở toàn công suất. Nếu như ngươi chỉ muốn được sống, chỉ cần vứt bỏ thuộc tính, thuộc hạ chuyên tâm bỏ trốn, thiếu niên cũng có thể đưa ngươi ra ngoài. Sau đó quãng thời gian còn lại mai danh ẩn tích ở trại cắp mồ, trải qua những ngày sám hối và tự trách. Nếu như vậy, ước mơ sẽ hoàn toàn bị phá lát. Điểm dơ trong trái tim của ngươi không rửa sạch hết, cũng sẽ rơi vào vật phàm trần. Đồng thời nhiệm vụ của thiếu niên thất bại, công năng mới cũng không thể nào mở ra được. Thu hoạch duy nhất cuối cùng là một người sống nhất định là phải tìm chết. Một người sống nhất định tìm phải chết, sau này sẽ có phiền phức không đến hết. Hay là nói, ngươi đem sát thân thành nhân, thành một trái tim hành hiệp trượng hoàng, thuần túy và chói sáng nhất. Hệ thống nhắc nhở, đang mở ra điện chiến hồn, xuất thành công 100%, đang còn liên kết với ngoại giới. Bốn tinh linh rất là mong chờ.